Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thức tỉnh. À nhầm, không phải cái này không phải thức tỉnh mà là cái này sẽ là nâng cấp. Hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cây M4 Roja Dragon lên cây M4A1 Bonbis và Stay TMP Ares được nâng lên Stay TMP Luna. Cái này đọc Stay phía trước mình cảm giác là bựa vờ lờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào để nâng cấp. Nâng cấp với cái giá tiền thì anh em cũng thấy rồi. Đầu tiên thì mình sẽ nâng cấp cây SMG trước. Đó chính là cây TMP Luna. Chúng ta sẽ ấn nút đổi đây. Và cây TMP Luna thì trị giá tầm 1380. Nếu mà anh em có ý định lên thì anh em hãy lên ngay đi. Tại vì sau khi giảm giá thì ở những hết cái giai đoạn giá ưu đãi thì các bạn sẽ trở về với cái giá là 3380. Thì nó rất là khắm. Rồi chúng ta sẽ được mở hiệu ứng. Ok. Cái này hình như là dùng kim cương nhiều thì nó sẽ mở cái hiệu ứng nhẫn vàng đấy. Chứ không phải là sao, nói chung là mình cũng không rõ cái này lắm. Tại vì cái này nó rất là loằng ngoằng. Mình đọc trong cái kia thì nó là VIP 8 thì nó nhận được. Bây giờ thì nó kiểu như là nghe một số anh em bảo là mua sử dụng kim cương nhiều thì nó lại cho DM, cái đấy mình chịu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đâu rồi, cây M4 rồi ra. Cho những ai không có cây M4 Roja Dragon trước thì mình nói với các bạn là rất là khắm. Đấy, bây giờ ai có trước thì phải gọi một câu thôi: ngon từ nước, ngọt từ xương. Và cái giá để tăng lên là 8888 kim cương. Và chúng ta không được giảm giá lần 2 nữa. Chỉ giảm giá lần 1 thôi. Nếu mà ai không múc thì nó sẽ trở về cái giá là 15k. Mệnh. Những ai mà được nó thả thính lúc đầu thì mua thì nó rất là tuyệt vời. Còn những ai mà không mua được thì khắm lắm. Mình sẽ test luôn nha. Mua và test mà. Để mình xem cái chỉ số. Tại vì rất nhiều anh em bảo mình là khi mà mua súng thì cho các bạn xem cái chỉ số. Ok. Thì mình sẽ cho các bạn so sánh với lại khẩu M4 Transformer. Đấy, các bạn tự hình dung ra cho mình thì mình nhìn vào cái thực tế hơn. Chứ mình không nhìn vào những mấy cái này. Đấy thì chắc nó cũng tựa tựa như nhau, không ăn nhau là nhiều. Đấy, cũng được. Vâng, cây M4 quái thú vô hình nó ăn đứt VL. Nó ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Và chúng ta sẽ cùng xem TMP Luna để so sánh với lại khẩu đua TMP VIP như xem như thế nào. Đấy. Đấy, cho anh em xem cho nó. Úi dồi ôi, TMP này thì nó thừa sức rồi. Mình sẽ so sánh với lại cây TMP cũ xem như nào. Đâu rồi ta? TMP cũ thì chắc là nó cũng ăn đứt thôi, nhưng nó hơn cũng không biết là nhiều không. Để mình cho các bạn xem để các bạn khỏi thắc mắc là có nên lên hay không nhá. Chứ nhiều anh em lại thắc mắc. Đấy. Anh em lại inbox mình bảo ô so sánh vũ khí mà nâng cấp vũ khí mà không vũ khí mới mà không cho xem cái chỉ số. TMP đâu nhỉ? Hình như mình vừa bỏ qua cái thứ gì đó chăng? What the hell? Thì mãi không ra cái này. Đâu rồi? Chả nhẽ mình bị hoa mắt ta? À, không có bạn, các bạn ơi. Nãy mình nâng lên rồi má. Đùa. Mình sẽ so sánh với lại Stay TMPS cũng được. Đen. S thì nó không ăn được rồi. Nói chung là nâng lên thì nó phải ngon hơn chứ. Nhưng là ngon hơn không nhiều. Cây này thì nó rất là đẹp. Cây này thì chắc chắn là hưởng ứng cái sự kiện là trung thu. Đấy, nhìn có cái hình là bỏ đi, cái này không phải trung thu đâu. Thì mèo nhìn như kiểu là vầng trăng khuyết thế này. Mình sẽ vào test súng cho anh em xem nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng test súng xem nó ngon được cái điểm nào. Nãy thì mình quên nói là nó chỉ cho nâng cấp đến từ nay đến mùng 9 tháng 10 thôi. Thì mình thấy là nó trong cái sự kiện là nó để như thế, thì không biết là nó sẽ như nào. Chắc là nó sẽ bán đến cái đợt đấy là nó sẽ tăng giá lên. Còn không thì nó lại bỏ đi. Mới vào là có AFK nhét vào mồm. Ui, cái gì đấy? Hết cả hồn ạ. AFK nhét vào mồm, tiếp theo thì được thằng kia nó nhét táo vào mồm. Đáng lòng. Táo đấy thì nhét không ăn được, chỉ có nuốt thôi. Cái này thì chắc là vào zombie nó bá lắm. Còn chế độ người thì mình không biết là nó như thế nào. Chắc cũng bình thường thôi. Ở cái phiên bản trước thì TMP ngon lắm cơ. Nhưng ở cái phiên bản này thì TMP không còn bá như trước nữa. Nó bá thì bá ở trong zombie thôi. Ui, bom kìa. Mình ăn nhá. A hi hi. Quay ra đây xem nào.
Rồi. Này thì ông thần ném bom. Này thì ném bom này. Lấp ló qua khe hở. Em đã tia được mình. Thôi xong rồi. Bạn đấy không biết là tia cái gì trong này. Hai thằng. Sao lại hiếp nhau thế? Thôi, xa lắm. Thì cái tính chất của TMP thì anh em cũng biết rồi. Bắn gần thôi. Xa thì bỏ đi. Đừng có đôi co với chúng nó làm cái gì. Đam của mình sấy từ xa. Yếu lắm. Không nhây làm gì cho nó mệt người. Trời á, đủ. Yếu ấy kìa. Đi mệnh. Trời ơi, một phát vào đầu không chết. Hay lắm DM. Rồi thằng này. Úi dồi. Bạn là hàng của mình. Mình sẵn sàng nhét bạn vào mồm. Nếu mà mồm mình to. Còn suy lắm thì mồm mình không được rộng rồi. Mồm mình to đến nỗi nhét được hai bé một lúc. Thơm. Ở trận này chúng ta sẽ cố kết thúc như này. Cái điện mệnh không nhìn. Cái thằng là AWM nó nấp ngay trong cái thùng hàng. Hay lắm bạn ơi. Có ngày bạn chết sắp mặt trong đấy thôi. Bạn đừng có nhây làm cái gì cho nó mệt người. Rồi cái này mình cứ liên tưởng đến vầng trăng khuyết thôi. TMP Luna gợi cho mình một cảm giác như đồng tính. Kiểu như 3D ấy. Khẩu này hợp với con gái hơn. Đấy, khẩu này thì chắc là như thế rồi. Nâng lên thì skin nó đẹp hơn thôi. Còn lại thì chắc là nó cũng bình thường như cái khẩu kia, không khác gì. Rồi. Móc lốp này, chúng ta là một cặp. Hiểu nhau thế. Đi vào ngay cái lỗ để mình ăn. Á đủ. Này thì hồi sinh ra này. Đường nào bạn cũng chết. Thôi thì đừng có cấu thêm máu của mình. Đợt mờ tất nhiên. Hay lắm. Trời ơi. Nhét tận thêm hai thằng nữa. Thơm thế này. 5 HP thôi. Nhét tận 3 thằng. Úi trời ơi. Trời ơi. Úi trời. Thời đấy mình yếu quá. 5 HP không ăn được. VL thật. May không pha đấy mình nhét tận 4-5 thằng rồi. Á đủ. Bạn đây rồi. Rồi. Hơi bị ít nha. Những phát cuối cùng nó hàng nó không chạy liên tiếp đến mồm mình. Bắt đầu mình phải đi tìm hàng thôi. Đi tìm thì khoái lắm. Dễ sấp mạt. Đây rồi. Ơn rồi. Bé đi rồi. Ủa, cái gì đấy. Cảm ơn nha. Cảm ơn bạn đã ném quả bom đấy để cảnh báo mình. Ủa. Trời ơi, phát cuối cùng cô không cho mình ăn. VL. Chết 5. Trận này đen quá, chết 5. Rồi như thế là ok rồi. Móc thêm con hàng này nữa là kết thúc. Chúng ta sẽ cùng qua cây M4 Bombis test luôn nha. Bombis thì ngon rồi. VNG đang pro cây Bombis mà. Kiểu như thần thánh hóa cây đấy vậy. Làm cho nó mắc hiếm. Mọi. Những ai mà không có M4 Royza thì chắc chắn là phải mua M4 Royza nâng lên rồi. Đen. Chỉ có thể là đen thôi. Hồi trước thì mình thấy nó nâng lên chỉ có 6.000. Bây giờ lên tận 8.000 VL. À 4.000 chứ. Hồi đầu mới phiên bản test mình chỉ thấy 4.000 thôi. Khắm thế à rồi. Bây giờ lên tận 8.000 thì chịu rồi. Có những anh em thích mua thì nó đắt hơn cây M4 S-Beat mà. VL. Nếu những ai có sẵn cây M4 Royza rồi thì nó ngang tiền với lại cây S-Beat. Còn nếu mà những ai chưa có thì nó lại đắt quá. Quá đắt cho một cuộc tình. Hay lắm. Thì cái này nó bán đắt hơn 888 thì ngang với lại nó hơn, đắt hơn. Đắt ngang cây gì ta. Cây M4 quái thú vô hình. Mậy. Đấy em thấy khẩu này ngang tiền với lại quái thú vô hình không ạ? Ai thấy đúng giơ tay, tại vì phải có M4 Royza. Và M4 Royza thì mua tầm mấy nghìn ta, cũng phải 3-4 nghìn. Vậy thế là mua M4 quái thú sướng hơn. Quái thú nó mạnh hơn con này nhiều. Con này tuổi gì? Con này rẻ rích thôi à. Nếu mà so sánh với lại M4 quái thú thì rẻ rích thôi. Thằng này đứng cây cái gì nhở? Hay lắm bạn ơi, thằng này chắc là AFK này. Rồi AFK này. Level 5 mệnh. Nó đứng kênh cỡ đấy không ai bắn ạ. Đùa. Trong khi mình chỉ cần lướt qua thôi là mình chết rồi. Mà cái hẻm đấy không ai nhìn ạ. Đùa. Mắt đùa ấy. Thế mèo bóng cái phòng này dị vai nồi. Ôi hết sọ này.
Á đù, mình yếu máu quá. Tởm thật, nó đứng y một buổi không thằng nào sờ vào người nó. Cay. Úi giời, bom. Mình cứ tưởng là nó bắn mình. Thế nào nó rút bom ra nó ném ạ. Cạn lời. Thiên nhiên. Thiên nhiên nguy hiểm nhất hành tinh là đây. Rồi, bình thường thì đứng đây là dễ chết lắm ấy. Tại vì anh em hay từ bên kia hồi sinh là cứ tầm là các bạn đi từ đầu kia lại là sẽ chết thôi. Nhưng mình không ngờ nó đứng lâu đến thế. Mình cứ tưởng AFK cơ. À đủ, ném bom mày. Này đi. Ném bom mày. Thằng nữa. Thằng tiếp theo. Thằng tiếp theo. Phải nằm xuống tiếp theo. Ai hí hí. Rồi. Này đi. Rồi, ghê thế. Đây TMP SS 16 mạng rồi, chúng ta sẽ cùng đến với con số 20. Và chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh mình nhá. Thằng cái thằng kia khốn nạn thật. Khốn nạn. Trời múc lốp. Á đủ. May phải. May pha đấy mình thấy không thì sắp mặt rồi. Thằng kia bắn hê nhở. Toàn bắn hết sọ mình. Vờ lờ. Ủa ơi, thằng nào móc sơ lưng đấy nhở. Bị mệnh ra thế ra đây còn hết sọ nữa. Thôi thằng kia nó nằm xuống rồi. Vờ lờ. Đen đấy nhở. Những trận cuối mắc đen luôn ý. Mình lúc nào cũng thế. Cứ đến cuối trận là mình dễ chết lắm. Không thể hiểu được. Chắc là càng cuối trận mình không để ý nhiều. Hay sao ấy, là cái số quá đen. Vờ lờ đầu trận thì mình bắn như thần. Mà đến cuối trận là mình chết như một vị thần. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.